Ok, nếu bạn có nhu cầu nạp robot cũng như cày thuê, hãy truy cập ngay shoprobot.net ngay ngày hôm nay nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ review các bạn một phiên bản Prolog của tương lai, một phiên bản Prolog người lớn. Thật ra thì game này trẻ em chơi cũng được, nhưng mà các bạn thấy là cái đồ họa từ game nó đỉnh cao hơn và nhân vật của mình nó lớn hơn, nó hơi giống Fortnite đúng chưa? Video này không hề quảng cáo nha, mình chỉ muốn review với các bạn một cái nền tảng game khác mà nếu các bạn chán thì có thể thử truy cập tạo tài khoản để chơi. Thì đây là Core Game. Tại vì sao mình lại nói nó giống Roblox các bạn? Nó có, hay nói cách khác là nó copy. Những developer họ copy những tựa game trên Roblox. Lát mình sẽ show cho bạn coi để phát triển qua nền tảng Core Game này. Và hiện tại cái nền tảng này chỉ chơi được trên PC thôi. Các bạn sẽ lên trang web là coregame.com xuyệt cái gì đó. Có một cái mục download cái client giống như khi bạn download Roblox lần đầu tiên về vậy ấy. Sau đó các bạn cài đặt. Tổng dung lượng mình nhớ chắc cũng khoảng tầm 4GB mấy 5GB. Tải về ha, rồi tạo tài khoản, đăng nhập bình thường và login vào cái lobby này, vào cái sảnh chờ này. Thì đây là cái sảnh chờ, nó tương đương với lại cái trang web Roblox nếu các bạn đang muốn mình so sánh. Thì đây chúng ta có những popular game, những tựa game nổi tiếng. Bên này mình sẽ là most active game, những tựa game được chơi nhiều nhất. Bên này mình sẽ có là feature game, những tựa game mới nhất. Thì khi bạn bấm escape lên á, nó cũng sẽ đưa các bạn vô một cái giao diện giống như trang web vậy. Góc phải là ranking 52. Cho mình nghĩ là sau video này sẽ có nhiều bạn tạo tài khoản á, nên mình thủ trước ha. Tạo tài khoản mình tên là ranking 52 cho nó giống Roblox. Game này nó cũng sẽ có nạp tiền. Cái đơn vị tiền trong tựa game này là credit. Đây có những cái tựa game nè, Overrun. Chúng ta có Coaster Raider, Kingdom Fall, game RPG. Bên này mình có Iceland Survival ha, tựa game Building Survival sinh tồn. My Hero Academia luôn, học viện siêu hùng luôn, cũng đỉnh cao lắm. Bấm escape lên ha, chúng ta sẽ có My Collection là cái gọi là cái avatar của mình á, cái outfit của mình. Shop là nơi các bạn có thể mua được những trang bị, những mau cưỡi, những emotion, những cảm xúc trong game. Rồi giới thiệu sơ sơ ha, bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá những tựa game mà nó How How Prolog. Ở đây mình có tựa game là Tower of Terror. Các bạn cứ bấm vô thôi, play. Bên Prolog nó có một tựa game là Tower of Hell ấy. Mới đầu vô sẽ là hướng dẫn nè, bấm em mà để tắt. Một tựa game mà chúng ta sẽ upy. Các phím điều khiển thì nó cũng không khác gì Prolog đâu. Chúng ta WASD để di chuyển, Space để nhảy. Thì theo mình đã không nhầm á, là cái tựa game này mục đích nó là mình chinh phục cái tòa tháp trong thời gian quy định. Và nó dễ dàng hơn là tựa game này cho checkpoint luôn. Đây, thấy giống không? Từ khu vực thấp nhất leo lên trên khu vực cao nhất. Và một điều khiến nó giống Prolog là các bạn có thể create game. Bản thân các bạn có thể làm developer để phát triển một cái tựa game. Mình đã coi qua sơ về cái việc tạo game trong Core rồi. Ngôn ngữ lập trình của nó cũng How How Prolog. Nhưng mà giao diện nó có bộ dễ dàng để chơi hơn, cũng như là nó sẽ có hướng dẫn chi tiết những cái bước cho bạn bắt đầu. Mình sẽ cùng khám phá tựa game Timber Tycoon. Timber Tycoon này, nội dung nó là gì? Chop down tree for lumber, sell lumber for gold, you going to upgrade. Nó chính là Lumber Tycoon. Rồi, chào mừng các bạn đến với tựa game Lumber Tycoon. Nhấn M để có thể open và tắt nó. Mình là thợ đốn củi, trên đầu mình có tên nhân vật ha, ranking 52. Góc phải này mình sẽ có nhiệm vụ nè, có event nè và những cái nút các bạn thấy không? N để boost. Boost như là cái shop mua game pass vậy, có VIP, rồi có Power Potion. Mình có Rebirth luôn nè, những tựa game Tycoon hay Simulator thì nó cũng sẽ có Rebirth để các bạn có thể multiplier cái sức mạnh của mình nhiều hơn. Chỗ này là mình có nơi mình mua rìu này, những cái rìu này nó sẽ tăng cho mình cái power ha. 1,2 lần, 1,4 lần, 1,6 lần vân vân. Nó sẽ tốn mình đơn vị là Crystal. Góc phải của mình sẽ là đơn vị tiền, mình có Ruby, mình có Candy, mình có Coin. Cái ba lô của mình là 36 nè, do mình đã nâng cấp rồi. Đây là cái gì đây? Cái cây Ethan ha. Mình sẽ đi xuống những cái cây nằm đằng cuối này nè. Để mình giải thích chi tiết cho bạn hơn về cái tựa game này, riêng tựa game này thôi. Cây này tên là Purse Tree. Máu nó là 1173, giá trị tiền nó là 1173. Nghĩa là khi bạn farm đứt cái cây này á, nó cho các bạn 1173 tiền. Cũng như là sẽ tốn một vị trí trong ba lô. Hiện tại ba lô mình là 36. Ok. Sức mạnh của mình là bên góc trái bạn thấy ha, bị cái logo Murobot che rồi. Nhiệm vụ bên góc phải yêu cầu mình là chop down 5 Oak Tree. Khi mình farm xong, nó sẽ cho mình những cái phần thưởng là Ruby, Crystal và Food. Góc phải nó hiện cái nào các bạn nhấn cái đó nha. Nhấn V để claim reward, nhấn V. Nhiệm vụ cứ liên tục như vậy. Khi bạn đã có gỗ rồi nè, mình sẽ bán. Thì sẽ có tiền 30.000 tiền. Và từ game này nó cho chúng ta một cái nơi upgrade nữa, cái gì vậy? À, từ từ. Cái sự kiện này là chúng ta đi lùm trứng riêng trong tựa game mà thôi nha. Nó kêu mình là trong thời gian 110 giây chúng ta sẽ đi lang thang đâu đó và tìm cái trứng đây. Cái trứng đây. Bấm F để collect một trứng. Người nào mà kiếm nhiều trứng nhất á thì sẽ có phần thưởng tương đương cho mình Crystal, cho mình Ruby vân vân. À thì sẵn mình đang đi gom trứng mình nói luôn ha, nó có những vùng đất này các bạn. Đương nhiên phải có vùng đất mới rồi. Vùng đất này tên là Mushroom Dew. Nó yêu cầu mình á, sức mạnh phải trên 800 thì có thể đi vô cái hang động này và đi farm những cây mới. Thấy giống giống chưa?
Và mình nghĩ ở Việt Nam này các bạn YouTuber cũng nên chuyển dần qua nội dung này đi. Tại biết đâu 1-2 tháng nữa, 5-6 tháng nữa, tựa game này sẽ được biết tới nhiều hơn ở Việt Nam và khi đó chúng ta sẽ có được nhiều view hơn. Và các bạn có thể làm song song ha, vừa làm prologue vừa làm core. Video này không có quảng cáo nhưng mà nãy giờ mình cũng PR hơi nhiều cho tựa game này rồi. Yay, chúng ta có gì đây? Có 60 candy, 12 crystal, 12 ruby và 24 foot. Hợp lý luôn. Rồi quay trở lại vấn đề ha, chỗ này có một khu vực upgrade này. Các bạn upgrade sẽ tốn coin, cái tiền các bạn đang có. Upgrade lumber giúp các bạn có thể farm gỗ nhanh hơn. Upgrade inventory giúp các bạn có thể chứa được nhiều gỗ hơn. Đây mình thấy có cả dead run này, các bạn có mining này, có my hero academy này. Nhắc lại lần nữa là các bạn phải lên trang chủ của nó để tạo tài khoản, download cái lion về, hiện tại chỉ chơi trên PC thôi. Hãy cùng vô để khám phá những tựa game thú vị hơn nè. Hy vọng video này nhiều like để mình có thể làm song song hai nền tảng game, một là prologue và hai là core, để review tới các bạn nhiều tựa game hay hơn. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Xin chào. Video hay không? Hay thì like với share đi. Chờ gì nữa? Đăng ký kênh chưa? Coi chùa hoài à. Kỳ ghê á.